Chiến lược kinh doanh mới của AstraZeneca nha cả nhà. AstraZeneca đã cho thu hồi vaccine COVID-19 trên toàn thế giới do nhu cầu nó giảm. Công ty dược phẩm khổng lồ AstraZeneca cho biết trong một tuyên bố, đó là nhu cầu vaccine COVID-19 mang tên là Vaxzevria bây giờ nó đã giảm khi mà những cái biến thể mới của COVID-19 á, thì nó phù hợp với những cái loại vaccine mới. Bữa nay đọc cái tin này em mới biết là AstraZeneca nó là tên của một công ty và cái vaccine mà hồi đó em chích là mang tên là Vaxzevria cả nhà. Cái vaccine mà Vaxzevria này nó được phát triển cùng với Đại học Oxford, là một trong những liều vaccine đầu tiên chống lại COVID-19 được tung ra thị trường trong thời kỳ đại dịch. Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên triển khai. Tháng 3 năm 2024 thì AstraZeneca đã tự nguyện rút lại giấy phép tiếp thị tại Liên minh châu Âu. Đây là hai tuyên bố của gã khổng lồ nha cả nhà. Theo ước tính độc lập, hơn 6,5 triệu sinh mạng đã được cứu trong năm đầu tiên sử dụng và hơn 3 tỷ liều thuốc đã được cung cấp trên toàn cầu. Những nỗ lực của chúng tôi đã được các chính phủ trên thế giới công nhận và được nhiều người coi là một phần quan trọng trong việc chấm dứt đại dịch trên toàn cầu. Về chiến lược kinh doanh mới của họ thì theo như Hồng Tím sưu tầm được đó cả nhà, hiện nay là AstraZeneca có trụ sở tại London và họ đã bắt đầu chuyển sang sản xuất vaccine ngừa virus hợp bào hô hấp và thuốc điều trị béo phì sau khi mà tăng trưởng chậm lại do doanh số bán hàng điều trị COVID-19 giảm. Mình là Hồng Tím, tóm tắt những câu chuyện nổi bật trên thế giới cho cả nhà.